Ok, xin chào các bạn nhé, đã quay trở lại với video theo mình. Thì đến với video tiếp theo của mình, hôm nay mình có gọi là câu được con cá nheo. À quên, đúng con cá nheo. Thì mình hôm nay mình vừa thì xong rồi. Giờ mình sẽ làm một ít nước để mình tẩm ướp gia vị. Là mình cho lên là mình nướng nhé mọi người nhé. Đây, mình sẽ chọn cá cực khủng luôn. Ôi mọi người, to. Con này nghe có vẻ khá nhiều mỡ ấy. Đó, to lắm. Thì giờ mình cho một ít nước vào nhé mọi người. Thì mình tẩm thì mình cho một ít riềng này mọi người. Một ít riềng nhé. Và một ít sả mình cũng cho ở đây rồi, sả với lại ớt, một ít bột ngọt này, mình giờ mình sẽ tẩm ướp và mình xiên cá cho nướng cá khá khủng. Con này mình câu, lúc mình câu lên rồi nó to, mình tưởng con nó phải nặng là tầm 7-8 cân thôi, nhưng mà con này mình câu lên có 4 cân thôi, mình vừa cân xong. Nhưng mà mình đây mình chặt phần đầu nó đi, đầu to lắm, yên nặng, da nó dài lắm. Con này dai lắm, thịt nó dai. Dai không ạ? Ok, giờ mình cho thêm một ít này vào. Cho ít bột ngọt. Ok, mình cho một ít thôi. Bột ngọt mình không dễ ăn nhiều. Một chút bột canh. Mình cho vừa không là mượn được. Mình trộn đều hết nhé mọi người. Ok nhé mọi người, mình giờ sẽ ướp thôi. Rồi mình sẽ ướp nha mọi người. Cá này là mình phải cứa cái phần thịt này thì nướng nó mới dễ, thịt nó dai, da nó khá là dai. Dai như thịt bò. Thì mình quét nó đều nhé mọi người, mình cho cả bên trong và bên ngoài nhé. Thì phần bên trong vừa mình mổ như đây có trứng nữa, vừa mình mổ có trứng nữa. Thì ok, giờ mình đã sát cho đều ấy, mình đã sát cho đều ấy là ok. Khá là ngon đấy mọi người, tí mình nướng lên xem nào. Thưởng thức xem nó ra gì không mọi người. Rồi ok mọi người, mình tẩm ướp xong rồi, giờ mình siêu con cá nha mọi người, mình siêu con cá để nướng. Đây, cái que xiên thần thánh của mình.
da này da ấy mọi người. Yeah, da nó da. Mình xiên mãi mới xiên được. Con này mình phải xiên hai que mọi người, vì nó to lắm. Tẩm ướp xong rồi mình rửa tay hát, mình xiên xong rồi giờ mình phải đi nướng. Mình ướp xong rồi, cất một chút đồ vào để tí đỡ phải cất. Để mà chờ mình một xíu nhé. Nào cất. Ok này, mình câu được 3 con, nhưng mà 2 con mình để mình nửa, mình om giềng ấy mọi người, con mình sẽ nửa. Đây, còn một con nữa đây mọi người. Ôi, con này thì bé hơn con của mình, con này bé lắm, không được to lắm. Mọi người nhìn nó, đây là cả đầu ấy nhá. Nhìn đầu ạ, mà đầu nó cực kỳ cứng luôn. Biết rằng còn răng của nó khá là sắc, mình thấy răng nó sắc lắm. Con này tí cho vào kho giềng nhé mọi người, chờ có ngon đấy. Biết đầu cứng, đầu nó cứng rắn mọi người ạ. Chặt đôi này, chặt xích đôi đó, chặt đôi là 4 cũng nó khúc à. Con này tí mình sẽ chặt khúc nhé mọi người. Cho tí mình đỡ phải chặt. Đang tiện tay đây. Khúc to không nhỉ? Một. Không to không? Hôm nay không còn đấy á? Ừ, anh giấy lại ngô đây. Đấy, lại một đấu như anh. Ok. Mình chắc là giờ cũng triển khai vào để cho là chặt thôi mọi người. Thì thường ạ, theo là video của mình đến đây là kết thúc mọi người. Hẹn gặp lại mọi người ở clip sau nhé. Ok, rồi chào tạm biệt mọi người nhé.